Các con học sinh thân mến, các con đã cố gắng học tập thật tốt và tích cực tham gia các phong trào hoạt động của nhà trường. Trước khi các con đứng vào hàng ngũ của đội, cô đề nghị các con học sinh chúng ta sẽ tìm hiểu và học về điều lệ đội cũng như các yêu cầu đối với một người đội viên các con nhé. Đội viên phải thuộc và thực hiện đúng các yêu cầu sau. Hát quốc ca đội ca. Hát quốc ca. Được hát trong lễ chào cờ, đội viên chỉ hát lời 1, bài tiến quân ca, nhạc và lời của nhạc sĩ Văn Cao. Có thể đệm nhạc chống theo, không dùng nhạc có lời hát thay. Đội ca. Được hát trong lễ chào cờ của đội, đội viên chỉ hát lời 1, bài Cùng nhau ta đi lên, nhạc và lời của nhạc sĩ Phong Nhã, có thể đệm nhạc, chống theo, không dùng nhạc có lời hát thay. Thắt khăn, tháo khăn quàng đỏ. Thắt khăn quàng đỏ. Tay phải cầm 1/3 chiều dài của khăn, dùng hai tay dựng cổ áo. Tay trái vuốt nhẹ chiều dài mép khăn, cầm 1/2 phần dải khăn còn lại. Gấp xếp đổi chiều cạnh đáy khăn để phần chiều cao khăn còn khoảng 15 cm. Đặt khăn vào cổ áo, so hai đầu khăn bằng nhau. Đặt dải khăn bên trái lên trên dải khăn bên phải, vòng đuôi khăn bên trái vào trong, đưa lên kéo ra phía ngoài, tạo thành nút thứ nhất. Với dải khăn bên phải, vị trí nút khăn tương đương với khuy áo thứ hai từ trên xuống.
lấy giải khăn bên trái vòng xuống phía dưới giải khăn bên phải, theo chiều từ trái sang phải, buộc tiếp thành nút thứ hai với giải khăn bên phải. Chỉnh cho hai giải khăn xòe ra, sửa nút khăn, vuông vắn, bẻ cổ áo xuống. Tháo khăn quàng đỏ, tay trái cầm nút khăn, tay phải cầm giải khăn phải phía trên nút, rút khăn ra. Lưu ý, khi thực hành nghi thức đội, nếu sau động tác tháo khăn quàng đỏ là động tác thắt khăn quàng đỏ, thì đội viên khi rút khăn ra, dùng tay phải giữ nguyên giải khăn, đưa về phía trước, hơi chếch về bên phải so với thân người, cánh tay phải song song với mặt đất. Chào kiểu đội viên. Đội viên đứng ở tư thế nghiêm, mắt hướng về phía chào, chào bằng tay phải. Các ngón tay khép kín giơ lên đầu, ngón tay cái cách thùy trán bên phải khoảng 5 cm, bàn tay thẳng với cánh tay dưới, khuỷu tay chếch ra phía trước, tạo với thân người một góc khoảng 130 độ. Tay giơ lên đầu biểu hiện đội viên luôn luôn đặt lợi ích của Tổ quốc và của tập thể đội lên trên. 5 ngón tay khép kín tượng trưng cho ý thức đoàn kết của đội viên để xây dựng đội vững mạnh. Giơ tay chào và bỏ xuống theo đường ngắn nhất, không gây tiếng động. Đội viên chào khi dự lễ chào cờ, đón đại biểu, báo cáo cấp trên, làm lễ tưởng niệm, chỉ chào khi đeo khăn quàng đỏ hoặc đeo huy hiệu đội.